Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết luôn có sự chuyển biến bất thường, làm phát sinh nguy cơ gây tổn hại đến sức khỏe của làn da, đặc biệt là ở trẻ em. Trong một thông tin sức khỏe ngày hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thị Đoàn Phượng, trưởng khoa Lâm Sàng 1, Bệnh viện Sa Liễu, TP.HCM, xung quanh việc chăm sóc và bảo vệ làn da một cách khoa học và hiệu quả. Các bệnh về da mà trẻ thường gặp viêm da mủ thường gặp ở trẻ em có điều kiện vệ sinh kém, ăn uống thiếu chất, sức đề kháng yếu, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Triệu chứng thường là những mụn nước, mụn mủ trên da, tập trung ở vùng hở, tay chân, khi dập vỡ tạo vết chật rát nông, trên có vẩy màu vàng hoặc màu hơi nâu, xung quanh có viền vẩy hoặc quầng đỏ. Bệnh mày đay có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do khí hậu lạnh xuất hiện nhiều khi thời tiết thay đổi, khi ra gió hay lúc trời mưa, khí hậu lạnh và nước mưa thấm vào người cũng khiến bé dễ bị nổi mày đay. Khi đó, trên da người bệnh sẽ nổi sẩn, màng cứng, có màu hơi hồng, kích thước thay đổi từ 1 đến vài cm, và nổi ở bất kỳ vị trí nào trong người, nhất là ở những nơi hở ra ngoài như tay, chân, mặt, kèm theo người ngay dữ dội. Viêm da tiếp xúc, đây là bệnh da không lây, đặc trưng bởi tình trạng da viêm đỏ, có thể xuất hiện các mụn nước, ngứa nhiều. Bệnh gây ra do da tiếp xúc với nước mưa có chứa một số hóa chất, khí độc, vi sinh gây kích ứng da nấm da tình trạng da hay bị ẩm ướt vào mùa mưa là điều kiện thuận lợi để vi nấm phát triển các vị trí thường hay bị nhiễm nấm trong mùa mưa nấm bẹn nấm thân mình nấm bẹn là tình trạng nhiễm nấm ở vùng da bẹn làm xuất hiện các mảng da đỏ ngứa chóc vẩy diễn tiến lan rộng từ từ bệnh thường xảy ra vào mùa mưa vì quần áo dễ ẩm ướt khiến vùng bẹn vốn kém thông thoáng trở nên nóng ẩm hơn là môi trường thuận lợi cho vi nấm phát triển bệnh ghẻ là một bệnh gây ra bởi một loại ký sinh trùng hay còn gọi là ghẻ. Bệnh ghẻ biểu hiện trên da với các nốt đỏ, mụn nước ở các vùng da non và ngứa rất nhiều về ban đêm. Sự dao động thất thường của nhiệt độ và độ ẩm trong mùa mưa chính là điều kiện thuận lợi cho cái ghẻ sinh sôi và phát triển. <laughs> Dùng kem chống nắng thế nào cho trẻ? Đối với trẻ em dưới 6 tháng tuổi nên tránh sử dụng kem chống nắng vì làn da của bé rất mỏng và dễ hấp thu các hóa chất chống nắng. Tốt nhất hãy tránh tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời giữ trẻ trong bóng dâm càng nhiều càng tốt và che chắn cẩn thận với quần áo rộng rãi, thoáng mát, nhất là trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Trong trường hợp không thể cho trẻ tránh tiếp xúc ánh nắng trực tiếp, hãy sử dụng một lượng nhỏ kem chống nắng vật lý chứa các thành phần như kẽm oxit hay titanium dioxide bôi lên một số vùng da diện tích nhỏ như má, mu bàn tay. Đối với trẻ trên 6 tháng tuổi, có thể sử dụng kem chống nắng vật lý kèm theo mặc quần áo chống nắng, tìm kiếm bóng dâm vì không có kem chống nắng nào có khả năng bảo vệ 100%. Chú ý lựa chọn kem không có các thành phần các chất gây kích ứng và dị ứng như nước hoa, chất bảo quản và thuốc nhuộm tổng hợp. Thoa kem trước khi ra nắng 30 phút và thoa lại sau mỗi 2 tiếng hoặc sau khi bé đi bơi, đổ mồ hôi nhiều. Chăm sóc da cho trẻ đúng cách để bảo vệ và phòng chống các bệnh về da ở trẻ vào mùa mưa, cha mẹ cần đặc biệt chú ý bảo vệ da của trẻ dưới ánh nắng gai gắt của mùa hè bằng việc sử dụng kem chống nắng đúng cách không nên quên kết hợp các biện pháp cơ học như cho trẻ mặc quần áo chống nắng đội nón mang mắt kính và ở những nơi dâm mát quần áo của trẻ phải được phơi khô sau đó mới cho bé mặc không cho bé mặc quần áo ẩm nếu trẻ bị dính nước mưa nên tắm lại bằng nước sạch lau khô người cho trẻ và thay quần áo khác vệ sinh sạch tay chân và cơ thể sạch sẽ cho trẻ không cho trẻ tiếp xúc với nước mưa hay nước bẩn khi có bất kỳ vấn đề bất thường trên da của trẻ lập tức cho bé đến khám tại các cơ sở da liễu uy tín, chú ý không sử dụng các loại thuốc bôi da cho bé mà không có sự chỉ định từ bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, năm dấu hiệu cảnh báo máy lọc nước nhà bạn cần thay lõi. Đó là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.